Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 11, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021 tại trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Tại buổi tiếp công dân, đại diện 500 hộ dân thuộc tổ dân phố 9, 11, 13 khu chuyên gia phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình đã kiến nghị về việc các hộ dân xin mua lại nhà thuộc khu chuyên gia hiện nay đang thuộc quyền quản lý của nhà nước, đồng thời mong muốn được đầu tư hạ tầng giao thông cảnh quan xung quanh khu vực này. Phần lớn các hộ dân đã sinh sống ở đây khoảng 30 năm, nay muốn mua lại để có kế hoạch đầu tư sửa chữa. Sau khi nghe các bên báo cáo nội dung liên quan và các thành viên hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh tham mưu đề xuất hướng giải quyết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã kết luận giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Ủy ban dân thành phố Hòa Bình nghiên cứu xây dựng phương án giải quyết trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Vụ việc phải được giải quyết xong trong vòng 1 tháng, báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Cũng tại buổi tiếp công dân, hộ ông Nguyễn Thanh Hải ở tổ 6 phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Hải với công ty lâm nghiệp Hòa Bình và một số hộ dân xung quanh. Liên quan đến vụ việc này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao cho Ủy ban dân thành phố Hòa Bình xem xét giải quyết, chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải trả lời cho công dân và báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. 4 công dân thuộc tổ 16 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình cũng đã có kiến nghị tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2021. Theo đó, 4 hộ dân đề nghị được mua nhà theo Nghị định 853 của Chính phủ về miễn giảm thuế đất đối với công nhân sông Đà. Về vấn đề này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giao cho thành phố Hòa Bình phối hợp với các sở ngành liên quan xem xét giải quyết cho các hộ dân trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 phải giải quyết xong vụ việc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp công dân, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của công dân, các sở ngành các địa phương phải tập trung nghiên cứu giải quyết trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho công dân, đồng thời việc giải quyết phải đảm bảo đúng trình tự quy định của nhà nước để tránh xảy ra đơn thư khiếu nại.